Thế hệ 9X của bọn con hầu như ai cũng xem Tây Du Ký, Sưu Tầm X Sư vẫn coi. Và con cùng bạn bè hoặc hầu như mọi người khi xem phim hầu như đều nghĩ hoặc chỉ trích nhân vật được tăng. Vậy sư cho con hỏi như vậy có phạm tội không? Và con nghĩ hầu hết người Việt Nam đều đã từng xem. Như vậy liệu có cộng nghiệp không và đoàn làm phim xây dựng nhân vật như vậy có tạo nghiệp không? Thứ nhất á, là cái nhân vật Đường Tăng trong Tây Du Ký là một nhân vật hư cấu dựa trên một cái hình ảnh có thật nhưng mà nó cũng khác nhiều lắm. Cái hình ảnh Đường Tăng trong Tây Du Ký hoàn toàn là do hư cấu. Và ông Ngô Thừa Ân á cũng không, người ta cũng rất là nghi ngờ là ông này ổng có phải là tác giả của Tây Du Ký hay không. Bởi vì á nó không có bằng chứng là ổng đã từng sáng tác cái bộ này mà chỉ có thông qua cái lời của gọi là cái người nhà từng có nói là ông Ngô Thừa Ân từng có viết một cái Tây Du Ký, nhưng mà cái Tây Du Ký mà ông viết cũng chưa chắc là cái Tây Du Ký mà chúng ta biết bây giờ. Thành ra cái nhân vật này là nhân vật hư cấu. Cho nên là chúng ta có không thích, chúng ta có ghét thì chúng ta cũng không có phạm cái gọi là cái lỗi nè, với gọi là chúng ta không có kết cái người là cộng nghiệp với cái nhân vật này được, bởi vì cái nhân vật này á, là một nhân vật hư cấu không có thật, trừ khi nào á, mình coi mà mình nghĩ đến cái nhân vật Đường Tăng gọi là Trần Huyền Trang của cái nhân vật có thật á, rồi mình bắt đầu là mình ghét luôn ổng á, thì khi đó là mình tầm bậy ha. Còn cái nhân vật hư cấu thì nó chỉ là nhân vật hư cấu thôi. Nhưng nếu như quý vị hỏi về cái sự cộng nghiệp thì nó như thế này. Nếu như chúng ta cùng xem một cái bộ phim mà chúng ta cùng ghét một con người thì cái ghét đó là tâm sân. Thì cái tâm sân của chúng ta là sân có đối tượng. Và cái đối tượng của tất cả chúng ta là đều cùng một đối tượng. Thì như vậy chúng ta sẽ cộng nghiệp với nhau bằng cái tâm sân đó. Và cái cộng nghiệp nó nhiều ít thì chúng ta sẽ làm họ hàng bà con gần gũi của nhau. Cho nên là như quý vị nói, hầu như thế hệ người Việt là đều có xem qua Tây Du Ký. Thì chính bởi vì như vậy cho nên là chúng ta mới sống chung một cái môi trường gọi là người Việt. Và đương nhiên là không chỉ riêng một bộ Tây Du Ký mà còn có nhiều bộ phim khác. Ví dụ như trong một cái gọi là một cái thế hệ này thì nó có một cái những cái kinh điển. Ví dụ như là những cái tác phẩm nào đó, những bộ phim nào đó hoặc là những cái sự kiện nào đó mà nó làm cho mọi người cùng một cái loại tâm, như là cùng có tâm tham hoặc là cùng có tâm sân, và nó sẽ do cái cộng nghiệp chung giống nhau như vậy đó thì chúng ta mới ở chung một nhóm trong cùng một thời kỳ. Rồi trong một cái nhóm khác, trong một nhóm khác thì chúng ta lại có những cái mối quan tâm khác, và chính bởi vì như vậy chúng ta cộng chung những cái nghiệp thiện bất thiện của tâm đó, cho nên chúng ta cùng có trong một thời kỳ. Chứ còn thí dụ như những cái người ở bên châu Phi thì có khi họ cũng không biết Tây Du Ký là cái gì. Chính bởi vì họ cũng, và những cái bộ phim mà mình người Việt mình hay xem trong thời kỳ đó họ cũng không biết. Thì bởi vì những lý do như vậy đó cho nên là họ đâu có gần gũi với mình. Thành ra là mình ở Việt Nam, ở châu Á, Đông Nam Á mà họ ở tận ở châu Phi. Đấy. Thì cái sự cộng nghiệp thì có. Còn tạo nghiệp thì ở trong, để sư nhớ coi, hình như là tương ưng thì Đức Thế Tôn
có nói như thế này. Khi mà mình chưa có đoạn trừ những tâm tham, mà mình tạo ra những cái tác phẩm để cho mình tăng trưởng cái tâm tham của mình, và khi người khác thưởng thức cái tác phẩm đó, họ cũng tăng trưởng tâm tham, thì mình đang tạo cái nghiệp đi địa ngục. Tương tự như vậy, khi mà mình chưa có đoạn trừ tâm sân, mà mình biểu diễn, mình tạo ra những cái tác phẩm nó tương ứng với tâm sân, nó sẽ làm tâm sân tăng trưởng. Rồi những ai mà xem tác phẩm đó, họ cũng sẽ tăng trưởng tâm sân, thì như vậy là mình đi địa ngục. Cho nên nó không riêng gì cái chuyện là tạo ra một cái bộ phim Tây Du Ký, mà bất kỳ một bộ phim nào, bất kỳ một cái bản ca nhạc nào, bất kỳ một cái tác phẩm nào, mà nếu như mình kích động cái tâm tham, hoặc là mình kích động cái tâm sân, để cho cái tâm bất thiện của mọi người đều tăng trưởng, thì như vậy là mình đi địa ngục. Và mình cũng dẫn mọi người cùng đi vào các khổ cảnh như mình.